chú Hùng được không? Tại vì em chỉ có khả năng may vá mẫu mã rồi thôi, còn quản lý là em rất là tệ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời các bạn. Chào anh Linh, chị chào, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Hiếu, em 28 tuổi, em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Tân, ngành xuất nhập khẩu. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Phạm Thị Mai Sương, em đến từ Đồng Nai. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại thì đang làm việc ở Phú Nhuận. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì em? Em biết may vá chị, tính tình em vui vẻ. Còn điểm yếu thì em hơi hậu đậu chút xíu. Em không biết nấu ăn. Ủa, biết may vá lại không biết nấu ăn? Dạ. Ai ngộ vậy? Hồi xưa giờ ai cũng hỏi em câu đó hết đó chị. Thật ra xưa giờ em là đầu bếp chính không à. Ở trong nhà lúc nào em cũng nấu ăn mười mấy năm nay luôn á. Nhưng mà đồ ăn em nấu chịu khó ăn thì cũng được. Bạn trai bên kia mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, cũng dễ nói chuyện, vui tính. Nhược điểm của em là hay quên. Quên luôn. Anh ở Sài Gòn được không? Chứ giờ về quê thì em không biết làm cái gì hết trơn á. Anh dạy cho. Chắc là em cấy ruộng được không? Ừ. Cấy lúa. Dạ em có thấy qua rồi, em có thấy rồi. Chắc là em học cũng nhanh á. Nhưng anh đừng bắt em nấu cơm. Anh cũng chả biết nấu cơm luôn. Anh em mình là hợp nhau rồi đấy. Vậy thôi đi ăn tiệm cũng được anh. Rồi bây giờ bạn gái, sắp tới thì trong đầu bạn suy nghĩ bạn sẽ tìm một mối tình, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dễ tính một chút, hay nhớ dai một chút để nhớ giùm mấy cái đồ đạc em hay để ở đồ. Trời, bên kia nãy quên đó. Không sao đâu anh, thì mai mốt chắc là em để em viết note lại. Cao thì đương nhiên là càng cao càng tốt, nhưng mà 1m65 cũng được. Tối thiểu là 1m65. Mình chỉnh chu trong ăn mặc chút xíu, nói chung là em cũng không cần phải đẹp dữ lắm đâu. Nhưng mà mình để ý ăn mặc gọn gàng, lịch sự, nói chuyện thì có duyên một chút. Đó, nãy giờ anh nói cũng có duyên đó, nói ra ai cũng cười chứ đó. Được rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều rồi, nhiều khi không có để ý rồi mà tính em hay giận á. Thích được giận và thích được năn nỉ. Có thường em hay nói nhiều không em? Dạ, em nói nhiều lắm. À thế thì chắc là anh ít nói. Vì trong người anh nó hai quan điểm. Là khi một cuộc nói chuyện thì lúc nào anh cũng muốn là cuộc nói chuyện đó nó vui vẻ. Nên thường nếu mà em nói nhiều thì anh sẽ lắng nghe. Em mà không nói thì anh sẽ chọc em cười. Bên kia nghe thấy được đạt được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn bên này đưa ra? Theo em khoảng 80 chị ơi. Cao dữ vậy đó hả? Bên đó đưa ra tiêu chuẩn lại coi. Bạn nữ cao tầm 1m56 trở lên. Rồi có luôn. Da trắng xíu. Dạ em không có được trắng lắm. Trắng xíu thôi mà. Đúng rồi, trắng xíu thôi. Suy nghĩ nó năng động tí, có nghĩa là một người của gia đình. Nhưng mà khi ngoài xã hội lại là một người năng động. Với tính cách đừng có cảm ràm quá. Những người ta thường nói là giàu vì bạn mà sang vì vợ á. Em muốn người vợ như vậy. Sao nó trừu tượng quá vậy? Để em qua coi có sang vì vợ không. Ô chào em, dễ thương, sang vì vợ được đấy. Anh nãy giờ nghe anh kia em tưởng tượng ảnh là người thế nào? Em cảm giác chắc cũng hơi cao cao ấm ấm. Cao cao nhưng mà tính cách nãy giờ nói chuyện em có thích không? Em nghĩ là hơi khó tính. Anh dễ lắm. Một cái mẫu người chuẩn nào không để anh coi có giống không? Hơi cao xíu nha, em thích Quang Bảo với Hứa Vĩ Văn. Nãy anh kia anh yêu cầu là một người vợ của gia đình. Nhưng em lại không có biết nấu nướng gì hết trơn. Dạ không, em hồi xưa giờ làm đầu bếp chính. Nhưng mà quan trọng là người ta có chịu ăn đồ ăn em nấu không. À vậy thôi, còn may vá kêu thùa thì tốt rồi. Dạ. Hả? Chăm con tốt không? Em có kinh nghiệm chăm em bé. Hồi xưa em nuôi cháu em á. Ví dụ như hai đứa thích nhau rồi, bao lâu thì em cho anh bước tới? Như em nghĩ á, thì khoảng 1 năm là được. Nhưng mà mẹ em thì em nghĩ là mẹ em càng sớm càng tốt. Mẹ em hối lắm hả? Rồi. Dạ. Vậy anh qua anh hối anh này luôn cho gấp luôn. Mẹ hối rồi đó. Dễ thương đấy em. Dạ. Anh thấy về ngoại hình là được đấy. À, em có cái tật xấu gì không? Xấu em nghĩ là nhiều lắm. Nhưng mà giờ nói thật là cái tính em nó cũng hay quên. Giờ quên hết rồi. Thế là chắc là tốt không à? Sao ốm quá vậy? Không ốm đâu nha, tướng này được đó. Cao mét mấy? Em 1m7. Mình là lập nghiệp ở đâu, định sống ở đâu? Định hướng của em thì một là Sài Gòn, hai là Bình Dương. Ở thì em muốn ở Buôn Ma Thuột.
gì tùm lum vậy? Định hướng sao nó lan man quá vậy? Sài Gòn thì kinh doanh, không được thì về Bình Dương làm công nhân, còn nếu không được nữa về buôn Mê Thuột làm rẫy. Nhưng mà bây giờ bạn gái là bạn chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, tại vì bạn làm cái nghề gọi là bạn chụp bạn tiện máy giá, thì ý em sao? Thì nếu mà bạn gái ở đây mà tiện lợi cho bạn gái phát triển thì mình ở đây thôi. Mình cũng phải phát triển chứ, không lẽ dạ, ở đây em thì bạn phải gái phát triển mình thật sự. Nhưng mà ý chị thấy em là phải bây giờ trước tiên cái chuyện 10 năm, 20 năm nữa tính sao. Nhưng bây giờ đàn ông hiện tại giờ mình hỏi định hướng của bạn hiện giờ là cái gì, thì bạn phải có kế hoạch hiện tại, kế hoạch năm nay là gì, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm. Em thấy ở thành phố rồi gì Đồng Nai rồi gì Đắk Lắk tùm lum. Còn mối là khó quá hả? Em là ngành nghề gì? Em làm bên xuất nhập khẩu. Xuất khẩu thì anh nghĩ thành phố nó có tốt hơn chứ? Dạ, thành phố Sài Gòn thì nó tốt hơn. Ừ. Dạ. Nhưng mà xuất nhập khẩu thì cũng rất là năng động ấy nha, mới làm được cái ngành đó. Dạ. Em muốn kinh doanh cái gì đấy thì ở đâu nó thuận tiện thì em ở đó thôi. Cái gì là cái gì? Chắc là đồ uống. Ví dụ như anh muốn kinh doanh cái anh về anh quản lý sắp thời trang cho em đi cũng được. Thế thì quá tốt rồi em. Tại vì em chỉ có khả năng may vá mẫu mã rồi thôi, còn quản lý là em rất là tệ. Còn thật sự là Bình Dương hoặc là Buôn Mê Thuột cũng không thành vấn đề, tại vì nếu như mà mình giỏi thì mình ở đâu cũng được, nhưng mà ở Sài Gòn thì vẫn tốt hơn, tại vì em ở đây cũng 10 năm rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị ạ. Rồi chào em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn ở trường quay. Em thấy anh thì cũng năng động, tính tình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nói chuyện thì cũng hoạt bát. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua người nhà của em đi. Em đi với bạn em. Em là bạn đồng nghiệp của anh Hiếu. Trong lúc làm việc thì anh Hiếu là người rất là vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ các anh em trong phòng. Theo em cảm nhận thì anh Hiếu là một người có nội tâm rất là sâu. Thì về bạn nữ ở bên cạnh thì em thấy là bạn rất là dễ thương, có suy nghĩ rất là thấu đáo. Chắc là sẽ bù đắp được những cái phần quên của anh Hiếu. Nếu là nhiều khi anh hay quên nên anh nói lời nói anh không được rõ ràng, nên có thể gây hiểu nhầm cho mọi người. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Đáng lên nha. Chào em. Em cũng có một món quà muốn gửi anh ạ. Anh thấy em có dễ thương không? Rất dễ thương và màu áo cũng rất hợp với con gấu. Dạ, dễ thương vậy thôi, mình thương đi anh. Dạ, tặng con gấu dễ thương ha. Món quà bạn gái tặng gì đâu, em mở ra xem thử coi. Đây là cho chính tay em làm. Ồ. Anh có thể thử, em nghĩ là vừa đó. Em thiết kế luôn đó hả? Dạ, do em may luôn. Đẹp quá em. Dạ, dạ. Chúng ta có 2 phút, bắt đầu. Anh rất chung thủy trong tình yêu. Anh quen người nào thì anh sẽ lấy người đấy. Dạ. Vậy em quan niệm như vậy nè, không có tình yêu sét đánh đâu. Cái gì nó cũng phải có thời gian hết á. Thì mình sẽ có một cái thời gian để mình tìm hiểu. Thì theo anh nghĩ thì mình còn thời gian ở sau nữa mà. Dạ đúng. Thì mình có thể tìm hiểu nhau. Cái phút ban đầu nó quan trọng lắm em. Chúng ta gặp nhau, chúng ta gieo cái gì cho nhau hết sức quan trọng. Nên bây giờ chúng ta có 2 phút. Bạn làm sao nói chuyện chứng minh cho bạn gái được rằng bạn chính là người yêu lý tưởng, là một bờ vai vững chắc có thể để cho bạn gái dựa vào và tin tưởng điều đó. Thật sự là ở trước đám đông em rất rung luôn đấy. Em chưa bao giờ em hát trước đám đông. Thì hôm nay em hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi trở về một đêm trăng nào tới. Đợi chiều vàng. Đợi. Không sao đâu anh, tại vì em bình thường thì em rất là nhát, nhưng mà khi mà trước đám đông thì em cũng có một cái gì nhất định, em không có rung nhiều, cho nên là có thể là bù trừ được. Em thấy thì ví dụ là về ngoại hình, về chiều cao đủ yêu cầu của em, về nghề nghiệp, con người thì phải có thời gian để tìm hiểu. Nhưng mà về bước đầu thì em cảm thấy là người này cũng thanh lịch, cũng dễ nói chuyện, vậy là được rồi. Anh cảm ơn. Cảm nhận được anh đầu tiên là em rất xinh, dễ thương, nói chuyện cũng thoải mái. Trước giờ anh có bao giờ đi xem phim một mình hoặc là đi cà phê một mình chưa? Anh có cái tật xấu lắm là anh ít khi mà anh đi một mình lắm. Trước giờ em rất là hay đi xem phim hoặc là đi cà phê một mình.
Có thể là nếu như anh có cái tật là đi hai mình thì mình đi chung. Sau này chắc là anh theo kéo. Anh cũng ít đi nữa. Mong là có em thì chắc là anh sẽ đi nhiều hơn. Tại vì em thích đi ra đường lắm. Tại vì em làm ở nhà tại nhà luôn á. Cho nên là em rất cần người ta dẫn em đi ra đường để cho đầu óc nó không có bị... Bị chết. Đúng rồi. Vậy thì em có hẹn hò thế nào với cái khoảng cách đó? Anh ở đâu ạ? Anh ở quận 12. Em ở Phú Nhuận. Có thể là hẹn ở Gò Vấp cũng không sao. Trời ơi, dễ quá hả? Lên Gò Vấp hẹn hả? Ta hẹn đại quận Phú Nhuận cho nó xuống đi. Chắc là em xuống Phú Nhuận em chở lên Gò Vấp với anh. Đúng rồi. Anh có đi đi phượt chẳng hạn, anh có đi không? Anh rất thích đi. Dạ. Nhưng em mà... cũng thích. Anh chưa có đi. Chưa có người để đi. Tại vì em cũng từng đi một mình, rồi cũng có đi với bạn. Thì nếu mà hợp thì có thể đi chung. Anh đang tính gần đây thì nếu em mà rảnh thì sắp xếp thời gian á thì xuống tàu chơi với anh. Mình cũng đi xe luôn. Thì nó cũng, thứ nhất là nó cũng gần, và thứ hai ở dưới đó là anh đến ông anh bà chị chơi thôi. Nhưng mà nếu mà em có dịp thì hai mình đi chơi thoải mái đầu óc. Với lại là em có một yêu cầu nữa là ví dụ như cái người nam á phải giỏi một chút, phải tháo vát công việc một chút. Ví dụ như trong gia đình họ hàng có đám tiệc có này kia thì mình phải là cái người xốc vác chạy đi làm, chứ không phải là cái người ngồi đó uống trà và đợi người ta sắp xếp ra. Đó. Cái đó thì anh ok luôn em. Dạ. Vì anh thường thường nói người lớn hoặc là làm việc gì là anh thường thường anh tự túc anh làm không à. Mà anh nhìn anh làm. Dạ. Chứ anh không bao giờ để người ta nhắc nhở mình làm. Tại vì lúc nào mà em cũng dặn là tới đâu làm cái gì thì cũng phải xốc vác, cũng phải làm cho người ta thương. Bây giờ nếu mai mốt mà hai bạn lấy nhau thì cái chuyện cơm nước trong nhà là ai nấu? Tiền bạc trong nhà ai quản lý? Về tiền bạc thì chắc là em cho bạn gái chị ạ. Vì tiền bạc em quản lý kém lắm. Dạ không sao đâu, em giữ tiền được lắm. Anh quản lý rất kém. Mà em thích giữ tiền nữa. Nấu ăn hay là dọn dẹp trong gia đình thì em nghĩ là giờ nó bình đẳng giới rồi. Mà giờ mình làm một cả riêng một mình á thì nó bảo là không bình đẳng. Nên thôi là mình chia đôi ra đi em nhỉ. Dạ, nhưng mà thôi anh rửa chén đi, để em chịu khó nấu ăn cho. Trời, ok. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bạn nào cũng dễ thương cả, mỗi người có một cái thế mạnh. Nào, 30 giây bắt đầu. 1 2 2. Nếu các bạn những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để có thể có một không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau nha. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau. Đây. Tôi thấy áo dài rất là vừa với bạn nam. Đấy, rất đẹp. Sao mà biết trước được người ta phọt như thế nào. Bây giờ bạn gái hãy mặc thử cái áo dài đó cho bạn nam xem có vừa không. Biết sai nhau hết trơn ha, giống như nằm mơ thấy trước người này sao. Thủ tục đầu tiên nha, bắt đầu. Chúc mừng hai bạn. Hai cái bạn này giống như kéo màn lên nhìn cái là điện nó sẹt rồi. Đúng rồi, chúng ta cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Khi có nhậu á, ngủ nó ngái xíu anh. Em hay quên là em cũng ít nóng. Chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy? Tại chặn trước anh. Nhậu nhiều. Hàng nhậu một cái chai đó chị ơi. Đừng bụng bự, đầu hói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chị Linh và khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Anh Thảo,
Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ em ở quận 7 luôn ạ. Rồi công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nói mắt á. À, lông mi á phải không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường. À. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi, em đến từ Việt Nam. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ em ở Sài Gòn anh ạ. À. Sài Gòn ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Đang làm công việc gì? Dạ em làm bên quảng cáo thiết kế bảng hiệu hộp đèn á chị. À. Cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. À, vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ đang rung anh. Thoải mái lên. Thôi hát bài đi cho đỡ rung đi nào. Em không biết hát. Không biết hát, bạn nữ hát đi cho nó đỡ rung coi. Bây giờ bạn trai rung quá rung rồi. Em hát không được hay anh Linh ơi. Kệ nó, không hay vui cũng được nữa. Xin trả lại thời gian. Rồi, mời em. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xa anh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Trừng lên nét suy tư, bao năm thầm kín trước thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Rồi xong. Quá. Được rồi, mới giao lưu buổi đầu tiên hát xin trả lại rồi. Thôi vậy cũng vui đi. Rồi đỡ rung chưa? Đỡ rung cho em trai. Dạ bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung là em đi chơi cũng nhiều mà, nhưng mà cái mà đi phượt á thì em lên kế hoạch thì cái nói là đi luôn à. Còn là ưu điểm à? Ý là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. À, tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà em hẹn bạn đi chơi, thường thường hẹn 7:30, 8:15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường, là biểu tới nhà đó, rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi, chứ không thôi là mình ra đường mình đứng thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ em biết lắng nghe và chia sẻ, cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn khuyết điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất 1.5 năm chị ơi. Tại hai người không cùng quan điểm sống á chị. Thì một người nói một đường, người làm một nẻo. Nên thôi em cho lên đường luôn. Thôi ơi. Lên đường luôn hả? Dạ. Quyết định cho lên đường luôn hả? Chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? 13-14 tháng rồi đó chị ơi. Giờ quên luôn, quên hẳn chưa? Nói chung chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy? Tại chặn trước anh. Rồi bạn gái, em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Đúng nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà. Nhưng mà khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á thì em liên lạc lại, nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi, tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm, nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi, rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa mệt nữa à. Trời ơi, mà tôi nói thiệt á, mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn, bắt trời nó hợp lắm, cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi anh chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi, yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi Thân ạ. À. Em tuổi Thân luôn. Tuổi Thân luôn hả? Song Thân. Song Thân. Song Thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
Dạ, biết quan tâm và lắng nghe á chị. Cũng đừng có nóng tính quá, biết chăm sóc, quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không hút thuốc chị ơi. Có nhậu không? Chỉ có nhậu gặp khách hàng nhậu một cái chai thôi chị ơi. Xã giao được không em? Dạ được. Rồi. Với lại là hay nói tục đó chị. Em không thích nói tục, nói dễ như anh có nói tục với thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục không anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ, vậy em yên tâm rồi. Có chưa thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1m53 được rồi chị ơi. Em có 1m5 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi, được. Tóc dài. Có, gì nữa? Da trắng nè. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá, em đen rồi. Cứ có đi rồi, hồi có hay không tính sao. Mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ, cao khoảng 1m65 là được chị. Đừng bụng bự, tò hói. Đó, này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó. Nghe nó hói hói là tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Có là lên trên tràn qua rồi. Có hối được tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được. Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chị. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chị. Nhưng mà nhà em ở đâu, rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Rồi làm gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng. Mới bút mà còn phòng em mút chưa xây. Là mày mút xây vô đó luôn. Cho sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà, mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Vậy ha, phòng em là phòng số mấy? Đâu có số phòng đâu chị. Tại nhà có 4 phòng, hỏi phòng số mấy để... Phòng em trên lầu 3. Lầu 3, để vô lộn phòng mất công đúng không? Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Nhà Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời, dừng. Được rồi. Trời, chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Bây giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4-5 anh em nữa. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn mà có điều cố gắng ăn thử. Vậy làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày là... lao 3 tầng từ trên xuống dưới, mốt xây thêm cho út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em vậy em lao chứ em teo thiếu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Chận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó chận Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh, chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Yeah. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Rồi bữa nay mình có đi với ai không em? Em có đi với lại hai người bạn thân và một chị đồng nghiệp. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em là bạn của Thảo, em hay nhận xét thì bạn này cũng được thẳng thắn và vui vẻ. Bạn Thảo là một người nhẹ nhàng, nhã nhẹ cho nên cái gì thì từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ nhau thôi. Hai bên hãy tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Đi với ai? Em đi với mẹ, với bạn thân, với dì. À có mẹ gì hả? Gặp mẹ trước đi. Chào anh Biện Linh, dạ, chào cô. Chị Tắc Tường. Chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình thấy cháu cũng được, cũng hiền, thấy cũng hai đứa cũng hợp nhau. Mà đến đây là cái duyên rồi, tùy tụi nó thôi. Dạ, mà có điều cô nói một tiếng nha, bé nó yên tâm chứ nó sợ nó lao nhà từ lầu 3 xuống. Chắc không có đâu. Xỉu luôn á cô. Không có đâu. Không có hả cô? Dạ. Phòng ai nấy lao hả cô ha? Đúng rồi. Phòng ai nấy lao nha. Nói chuyện với cô đi, chào cô đi. Dạ, anh chào cô à. Thấy quá bé hả? Cũng hiền lắm. Ê. Mẹ dễ. Mẹ cũng hiền mà. Mà mẹ chồng tương lai với con dâu dáng cũng giống nhau á. Dễ thương như nhỏ con vậy ha. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Em cảm ơn anh, em cũng có mấy bạn. Các bạn cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương. Ấn tượng. Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây?
Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu Là Cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới, chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương gồng thì nói chung là hãy đến và mang anh đi. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quá dữ. Hãy đến và mang anh đi. Mai mốt ai có người yêu tặng cái xương rồng nha. Hãy đến và mang em đi. Yêu Là Cưới. Để tôi về tôi cũng mua cuốn sách này tôi đọc. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu, nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Anh thấy, em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Vậy em thích đi phượt? Dạ em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ được. Đi tới đâu? Em thì xe buýt không được, em thích đi xe máy. Vậy mốt sau mua xe hơi. Thôi đi xe máy anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa trời gió là sao? Dạ tắm luôn. Mua xe hơi ta khoét cái lỗ chứ. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bên này anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ trời, con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi, chưa. Má má, bạn gái con vậy được không má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên rồi được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không má? Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không, không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt á, là hôm nay á, kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó. Nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới hết chị. Suy nghĩ chưa tới. Chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nè. Lạnh lắm lắm. Hôn nhau đi hai bạn. Dạ, hôn bàn tay nha. Dễ thương ha. Đây, vé xem phim của Cùng Gặp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng anh gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nắm tay nhau thật chặt. Có giữ tay nhau lâu. Giữ tay nhau lâu. Đi đi hai đứa. Có mối quan hệ bồ bịch như vậy, quen thử xong rồi đi chơi. Mà tại vì bạn đó bạn làm đầu bếp á, nên là cái thời gian không có nhiều. Đó là một tháng tụi em mới gặp nhau có một lần. Cát Tường xin chào đón mọi người đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trong một không gian rất là lãng mạn, rất là ấm cúng của nhà hàng Filmer nằm ngay trung tâm quận nhất. Đây là nhà hàng với phong cách ẩm thực Nhật Bản, với những món ăn truyền thống của Nhật Bản và những món ăn được phối hợp với phong cách Nhật Bản và phương Tây, được trang trí rất bắt mắt. Đặc biệt khi đến với nhà hàng Filmer, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn được đầu bếp chế biến ngay trước mắt của thực khách, được nướng bằng rơm khô. Ở đây không gian rất là rộng rãi nè, để có thể thích hợp với những bữa ăn gia đình, bạn bè hoặc những buổi họp lớp, họp mặt. Hãy một lần thử đến với nhà hàng Filmer để thưởng thức những món ăn tại đây quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của ngày hôm nay. Hello em trai.
Dạ em chào chị Khánh Thuyền. Rồi tôi nhìn vậy nhiều khi hello em trai hồi mở ra già hơn tôi chắc chết quá. Ông này bạn trẻ đúng không? Dạ. Nhỏ hơn chị Tường đúng không? Đợi dạ, chị Tường xíu nha. Rồi mời cưng ngồi xuống đây luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nè. Trời ơi tôi coi như là bạn gái luôn, tôi mở giùm nha chứ thường trai tự mở đó. Rồi đẹp trai đẹp gái đầy đủ. Bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Em chào chị Cát Tường và chào bạn chơi ở bên kia. Em là tên là Lưu Phương Tấn, sinh năm 1988. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nguyên quán của ba thì ở bên Trung Quốc rồi. Ồ, vậy hả? Dạ. Nhưng mà em sinh ở bên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Tại Tấn đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm nhân viên tư vấn về cái website. Trước đó thì mình làm gì? Trước đó thì em làm nhiều công việc lắm. Có làm về bên sale cái website, fanpage, rồi còn có mở cái shop về kinh doanh đồ cosplay nữa. Ồ, vậy hả? Rồi, ok, vậy cũng được. Còn em? Em tên là Nguyễn Lê Tuyền. Em 28 tuổi. Hiện tại thì em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là trưởng phòng kinh doanh. Quê em ở Lâm Đồng. Ngân hàng, đó, trưởng phòng kinh doanh ngân hàng bự à nha. Sắp tới tôi có vay tiền vô nhờ hỗ trợ nha. Mình xuống đây lâu chưa? Xuống 10 năm rồi. 10 năm, rồi hiện tại mình đang sinh sống với ai? Ở một mình ạ. Ở một mình, làm ngân hàng, ở một mình ở đâu? Ở Phú Nhuận. Phú Nhuận, là mình ở một mình, bên đây là ở với ba mẹ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tuyền? Em là một người rất là chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Và là một người rất là tự tin. Còn điểm yếu của em thì là em là người hơi run khi mà gặp người lạ. Em cũng hơi lười biếng. Trời ơi, lười biếng mà sao lên tới 10 năm mình lên tới trưởng phòng ở trong ngân hàng dữ vậy? Lười tức là lười làm việc nhà, lười mấy cái việc ở nhà. Nhưng mà trong công việc em có thể kể một chút xíu về cái những ngày đầu em xuống. Làm sao mà trong 10 năm em được cái vị trí ngày hôm nay? Đầu tiên em vào 2013 thì em mới đi làm nhân viên là khoảng 2 năm. Sau đó thì xin làm quản lý. Và từ quản lý thì lên được giám sát, sau lên trưởng phòng. Qua 3 công ty rồi. Mà nói nghe nè, nhìn đẹp trai quá mà không có gái mê hả? Hỏi thiệt, hỏi nghiêm túc mà. Tao không hiểu, tao hỏi thôi. Có mà không thích lại gì? Có mà không thích lại. Nhưng mà hồi em còn trẻ em có thích gái không? Hay là bao nhiêu tuổi thì em biết là em không thích gái? Từ năm lớp 9 thì em biết là em thích con trai. Năm lớp 9 em biết thích con trai. Yeah. Tự nhiên sao em biết? Có là ai đó đến dụ dỗ em trước? Hay là tự em phát hiện con người mình như vậy trước? Cái cảm giác tự nhiên thôi chị. Tức là cái bản thân mình đã như vậy á. Có nghĩa từ nhỏ lớn là lớn lên là biết yêu đương là thích con trai liền luôn. Em thì sao ạ? Điểm mạnh của em thì chắc là em có biết về may vá chút xíu. Rồi em cũng có biết về nấu ăn. Điểm yếu thì chắc là nghe có nét tương đồng với bạn bên kia. Hơi lười và hơi nhút nhát khi mà gặp người lạ. Rồi cũng có một câu hỏi giống như hỏi bạn bên kia vậy đó. Hồi đó vô có thích bạn gái lần nào chưa? Chưa chị. Chưa luôn. Lúc nào thì em phát hiện được giới tính của mình? Chắc là đến tận cấp 3, cuối cấp 3 luôn thì mới biết được. Tại vì lúc đó là như bạn bè thì cái tuổi đó là cái tuổi dậy thì, cái tụi nó hay rủ coi phim người lớn đó. Nhưng mà khi mà coi phim người lớn thì em không có để ý phía bên kia, em chỉ để ý lên cái vai nam thôi. Đó, cho nên ra là cũng thấy cũng kỳ kỳ, rồi sau này mới nhận ra là mình tự thấy mình kỳ kỳ. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là em đã có mau với gia đình chưa? Em thì chưa có con ao với gia đình. Chứ còn ở ngoài xã hội thì kiểu như bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết em đều biết. Nhưng em nghĩ ba mẹ em biết không? Em nghĩ là mẹ em chắc có biết. Tại vì mẹ cũng có theo dõi cái Facebook. Nhưng mà chưa bao giờ mẹ hỏi trực tiếp em. Chưa. Thế hôm nay em tham gia chương trình này là em muốn come out với gia đình luôn đó phải không? Cũng hên xui rồi chị. Tại vì gia đình em á, vốn á là bên nội của em á, ba của em với lại mấy cô mấy gì rồi hầu như là rất là ghét về LGBT. Nhưng mà là em tham gia chương trình vậy là biết rồi. Thí dụ ba mẹ em không coi đi nữa, bà con chòm xóm cũng coi chứ. Yeah. Nếu mà như vậy thì chắc em sẽ tìm cách để mà mình come out. Có lẽ đồng minh của em là bà dì của em á, thì dì hiểu hơn về cái vấn đề của cái thế giới thứ ba. Nên chọn một ngày nào đó nó thích hợp mình tâm sự trước, chứ đừng để gia đình bị sốc, thà mình nói trước. Dạ. Ha. Rồi trong cái quan hệ cộng đồng LGBT, trong cái mối quan hệ của em thì em là cái xu hướng là xu hướng nào? Em thì là sen. Sen là sao? Tức là lúc mình sao quen cũng được. Đúng rồi, sao cũng được. Mình quen top thì mình là boss, quen boss thì mình là top. Sao lời cái gì? Ngộ vậy. Ủa cái đó là do mình tự thích hay là nó như thế nào em, hay là có cái quy định? Có thể là do cái tính cách đó chị, tại vì em cảm thấy cái lúc mà khi mà em quen một bạn nào đó thì khi mà yêu rồi á thì người kia muốn gì thì em sẽ chịu ở cái vị trí đó. Đó là thuộc về cảm xúc. Đúng rồi. Chứ không có trong cái giới mình không có cái quy định bắt buộc là ai phải là như thế nào, đúng dạ, không? Đúng rồi. Là do cảm xúc của mỗi người thôi đúng không? Dạ. Thế còn em? Em thì cái nào cũng được nhưng mà thiên về nằm dưới hơn. Là boss hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà cái gì cũng được. Dạ. Vậy là hai bạn cũng có vẻ là giống nhau như chị coi, giống như là lưỡng đi. Lưỡng là cả hai luôn á, sao cũng được nha. Chứ hồi nãy em từ dùng từ sen hả? Sen. Sen dạ. Sen, ok. Rồi hiểu rồi. Em come out chưa?
chơi với gia đình thôi ạ. Còn ai thì không biết rồi, đồng nghiệp hoặc là sếp. Sao cũng giống bên đây quá vậy? Trong đồng công ty biết chưa? Có ai có nói ra nói vào, có ý kiến ý cò gì không? Dạ không. Nhưng mà miễn mình làm tốt cái công việc của mình thì thôi đúng không? Nhưng mà hồi đó giờ đi làm trong ngân hàng tiếp xúc nhiều, có bao giờ bị gái tấn công chưa? Chưa, đi làm thì em nghiêm túc lắm vậy. Vậy có bị trai tấn công không? Không. Không luôn. Lên Sài Gòn lập nghiệp mà không có bị cám dỗ gì trơn trọi hả? 10 năm không có bị cám dỗ gì trơn trọi hả? Cũng có nhưng mà nó cũng không có, tức là em lý trí thì em cũng biết cách giải quyết chị. Em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em mà nếu mà nói về chính thức thì 5 mối tình. Mối tình nào theo em nghĩ là nó sâu đậm nhất? Em nghĩ là cái mối tình đầu luôn á. Cảm giác là khi mà chia tay nhau rồi mới biết là mình yêu người đó như thế nào, với lại cái cách chia tay thì nó không được tốt đẹp cho lắm. Chia tay có sao? Người thứ ba. Chia tay sao không tốt? Ai có người thứ ba? Người kia có người thứ ba. Tại vì cái mối tình đó thì lúc mà tụi em quen nhau đó là hồi xưa, cách đây cũng lâu rồi đó. Đó là em hồi đó mới có 19 tuổi thôi, thì em tham gia những cái trang hẹn hò trên mạng á, thì cũng có quen với bạn đó rồi hẹn đi chung với nhau, rồi có mối quan hệ là bồ bịch như vậy, quen thử xong rồi đi chơi. Mà tại vì bạn đó bạn làm đầu bếp á, nên là cái thời gian không có nhiều. Đó là một tháng tụi em mới gặp nhau có một lần à. Mà một lần như vậy thì thường là sẽ đi chơi xa mấy ngày luôn. Đi chung với nhóm bạn luôn như vậy. Thì cũng rất là nhiều kỷ niệm. Và đến cái lần đi chơi cuối cùng á, thì bạn đó đi chung trong một nhóm bạn luôn á, là có cái người thứ ba đó. Và bạn đó bắt đầu là kết cái người kia và quen cái người kia, và bắt đầu đổ lỗi là em thế này thế nọ, rất là nhiều lý do, xong rồi chia tay. Em có nắm níu không? Người đó nói là cắt đứt liên lạc, em chỉ nhắn lại một tin nhắn là ok thôi, chứ thậm chí chưa gặp mặt luôn tới giờ luôn. Dạ. Nhưng mà để lại cho em rất là nhiều cảm xúc, em vẫn nhớ hoài về cái mối tình đúng đó rồi. Sau bao lâu thì em mới quen được cái mối tình kế tiếp? Tới tận 2 năm sau luôn mới quen được một cái người tiếp theo. Quen bao lâu? 5 rưỡi. Trời, cũng lâu quá ha. Nhưng mà quen có 1 năm rồi. Nhưng mà sao mà ở chung với nhau luôn rồi mà cuối cùng cũng phải tách ra? Bạn đó lý do là em quan tâm bạn đó quá, giống như là mẹ của bạn đó. Em khổ tâm quá, vẫn rối rắc rối quá ha. Dạ. Sao cũng không được hết trơn á. Nhưng mà thời gian đó em ra ngoài em ở chung như vậy, ba mẹ em sao rồi không phát hiện không biết gì hết hả? Em nói em chưa có mau gia đình mà. Thực ra thì do cái khoảng thời gian đó là em bỏ nhà đi bụi luôn. Trời đất ơi, sao bỏ nhà đi bụi? Từ nhỏ là kiểu như em với gia đình là cũng không có được cái mối quan hệ tốt á, lúc nào cũng cảm giác như là mình bị bỏ rơi á. Hay bị đổ lỗi rất là nhiều thứ, mà thường thường là những cái lúc đó thì em sẽ qua nhà để mà tâm sự với ngoại. Cái lúc mà em bỏ nhà đi đó thì là ngoại em mất rồi, cũng như là không còn cái chỗ dựa luôn. Kiểu như là tới giọt nước tràn ly á, mới dọn ra ngoài ở luôn một thời gian. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì ở ngoài là cắt đứt liên lạc với gia đình, cho nên không có ai biết gì hết. Mà thường ta nói, những người trong cộng đồng LGBT là thường sống đơn độc, nói vậy đúng không? Mà đáng lẽ thì dù mình có cái chỗ tâm sự thì đỡ, em come out thì em sẽ dễ hơn, còn em không come out nữa thì cái cảm xúc của em nó như thế nào? Khó chịu lắm chị. Tại vì nhiều khi có những cái mình muốn nói với gia đình nhưng mà lại không nói được. Sao mình nói đại đi cho nó thoải mái, nhẹ nhàng. Tại vì mỗi khi mà muốn nói thì kiểu như là ba em á, ngồi xem TV mà gặp những cái chương trình mà nói về LGBT thì lúc nào cũng là hằn học rồi, kiểu như kỳ thị á. Không chiều chuộng thì cũng mất, mà chiều chuộng thì cũng không được luôn. Cái mối tình cuối cùng là em chia tay cách đây bao lâu rồi? Cái mối tình cuối cùng em chia tay thì cách đây gần 2 năm. 2 năm có nghĩa là 2 năm qua là một mình. Dạ. Tại sao trong 2 năm qua không tìm được cho mình một người nào khác? Mình quen quá nhiều trường hợp mà lúc nào cũng dẫn tới cái kết cuộc nó không được đẹp, cho nên là em sợ yêu. Rồi, để chị nghe không, bạn trai như thế nào, bên đây như thế nào nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, 2 chị. Mối tình là đầu tiên như thế nào? Đầu tiên thì hai người gặp nhau ở một cái cửa hàng sách, trong một cái buổi ký sách của một cái tác giả. Thì rồi đó quen nhau thì rất là khổ, và cả hai cũng không có công ăn việc làm gì hết. Nhưng mà sau lý do thì là quen nhau thì được 2 năm. Lý do cái mối tình thì rất là sâu đậm, rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Lý do chia tay là đi làm rất là về trễ, 8-9 giờ tối mới về. Thì người đó thì cảm thấy là trống vắng, người ta tìm một cái người thứ ba. Thì khi mà xác định thì cả hai cũng phải dây dưa, phải cả tháng xong mới chia tay. Rồi mối tình thứ hai? Là quen trong công ty, quen nhau thì cũng được gần 1 năm. Lý do chia tay là tại vì về cách biệt tuổi tác thì không cùng cái định hướng về cuộc sống. Quen được bao lâu? 10 tháng. 10 tháng à? Rồi dạ. Bây giờ ở không tới nay là bao lâu rồi? 2 năm chị. Cũng 2 năm luôn. Trời, nói chị thấy hai người này trùng khớp nhiều cái lắm luôn nha. Hai người đều sen nè, chia tay mới gì 2 năm nè, ở không 2 năm. Thấy nhiều cái cũng hơi trùng khớp, hy vọng hôm nay các bạn sẽ tìm được một cái sự đồng cảm với nhau. Yeah. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng em là muốn tìm người như thế nào? Em thích người lớn tuổi hơn, chững chạc. Rồi, bạn này 32. Yeah. Lớn hơn 4 tuổi được không? Đủ chưa? Rồi, em muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói nghe coi, trời, cái hình mà đông người dữ vậy nè. Muốn tìm người như thế nào? Muốn tìm một cái người mà cao ngang tầm em là về vóc dáng nè. Còn về tính cách thì
hòa đồng và biết quan tâm cái đối phương chút xíu là được. Ừ. Có điều gì em không thích ở cái người bạn đồng hành với mình không? Không thích thì nhiều khi mà mình quen nhau rồi mình mới biết được cái không thích của mình là gì. Ừ. Rồi còn em? Em thích người cao hơn em một chút, công việc thì ổn định và có cái định hướng là xác định lâu dài. Em cao bao nhiêu? Em 1m7. 1m7. Hồi xưa giờ em sống, những cái hai cái mối tình của em là em có ra sống chung với người ta chung một nhà luôn chưa? Mối tình đầu thì có, còn mối tình sau thì không. Bây giờ là em muốn tìm tới một cái mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, đúng không? Nghĩa là cùng sống với nhau. Ủa bây giờ em về nhà lại rồi, sau cái thời gian chia tay bạn đó là bỏ nhà đi bụi đó là về nhà lại rồi. Dạ. Đúng không? Còn mối tình sau cùng này là có ra ngoài ở riêng không? Dạo sau này là có dạ, ra ngoài không? Ở... Tại vì bạn kia bạn cũng không có come out với gia đình á. Nên là gia đình bên đó cũng cấm cản nhưng mà không có ra được. Em có mong muốn tìm một cái mối quan hệ mà cả hai cùng come out để mà được sống chung với nhau. Nếu mà được như vậy thì được, tốt quá chứ. Rồi, đây tìm đi. Em ấy trong đó đó, bốn chàng trai ấy. Rồi có ảnh ở trọng á, hình mặc dù hơi đông người nhưng mà cũng có mấy chàng trai thôi à, mở ra tìm là thấy liền à. Em nghĩ là bạn này. Tại sao em chọn bạn đó? Em nghĩ trong cái dàn này thì ở cái độ tuổi 28 chắc là bạn này. Bà thích bạn đó không? À. Dễ thương ha. Dạ. Được, để đó đi. Bên nào, anh nào? Chắc bạn này quá. Tại sao chọn anh đó? Em đoán cũng là độ tuổi chắc là bạn này thôi. Ừ. Rồi, hai bạn hãy giữ cái tấm hình đó đi. Và xem cảm nhận của chúng ta ngày hôm nay có đúng không nha. Ai sai bị phạt nha. Rồi, 1, 2, 3. Sao? Thôi mình phạt sau đi, bây giờ mình tặng quà trước đi rồi tôi phạt nè. Anh đoán đúng em đó, mà em đoán trật ảnh nha. À, anh có hai quyển sách tặng cho em. Tại vì anh cũng không biết là mình có đọc qua hay chưa. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là anh có một cái vấn đề về đọc sách á, cho nên ra là anh tặng cái cuốn sách này cũng mục đích là ví dụ như sau này mình có quen nhau thì em đọc cho anh nghe. Ừ. Em cũng có hai cuốn sách em rất là thích thì em cũng tặng anh. Dạ. Ủa sao ngộ vậy? Dạ. Hai đứa đã biết nhau trước ở ngoài đăng ký tham gia chương trình hay sao vậy? Dạ không. Sao làm gì bữa nay trùng hợp dữ vậy? Nhà dạ Kim. Ủa mà tại sao bên nào cũng tặng sách mà bên nào cũng là tặng hai cuốn, tại sao không tặng một cuốn mà tặng hai cuốn? Vì cái số 2 nó đẹp hơn số 1. Cuốn nhìn nó mỏng quá. Trời đất ơi, trùng hợp mà cùng tặng sách mà lại cùng tặng hai cuốn nữa. Rồi bộ em không có đọc sách hả? Phải có bạn trai, phải có bạn mới về đọc. Em rất là muốn đọc sách chị, nhưng mà quan trọng ở chỗ là em mà cầm cái cuốn sách lên là 15 phút sau em ngủ. Trời đất ơi, vậy mà mua sách tặng người ta để người ta đọc, người ta đúng kể không? Mình nghe. Tại hồi đó giờ là toàn là người yêu em nè, hay là người thân em đọc sách cho em nghe mà. Hay quá, thôi vậy cũng được. Bây giờ phạt nè, bên này sai, đoán sai em, bây giờ phạt bạn đấy cái gì? Rồi, phạt gì? Nói đi. Biết hát hò nhảy múa gì không? Biết hát một chút. Rồi, vậy hát một chút, hát được không em? Dạ được. Rồi. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngắn ngơ. Yêu là như thiếu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần. Yêu là như một... quên rồi. Dễ thương. Thôi yêu tới đó thôi. Còn yêu như là cái gì về hai đứa nói chuyện riêng với nhau, hát nhau nghe. Rồi bây giờ chị Tường sẽ dành ít phút cho hai bạn tâm sự riêng với nhau. Và mình sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng, vì mình lại hẹn trưa mà, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ Tường xin mời hai bạn thưởng thức món sushi của nhà hàng Phiêu Mười. Đó, ăn ngon nha, nhưng mà nhớ vừa ăn nhiều tâm sự nói chuyện với nhau nha. Dạ. Ít phút chị Tường quay lại, mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Em có thường hay ăn cái món Nhật không? Cũng thỉnh thoảng anh. Cuối tuần anh thường làm gì? Cuối tuần thì chắc là nếu mà có hẹn bạn bè đi chơi á thì đi dã ngoại ở ngoài hoặc là đi xem phim. Anh có một cái điều muốn hỏi là cái gì mà sau này khi mà mình quen nhau rồi á, giả dụ như trên lúc mà hai đứa đi chung với nhau mà gặp vô tình thôi, mà gặp cái người yêu cũ á, thì em sẽ giải quyết cái tình huống đó như thế nào? Thì cái tính em là một khi mà em quen ai á thì em rất là trust, rất là tin tưởng người đối phương. Thì em cũng cảm thấy rất là bình thường, thì em sẽ hỏi anh như thế nào đó, ABCD gì đó. Và em có một cái biệt tài là phát hiện được ai nói dối đó, cho nên là không ai mà anh nói dối em cũng biết thôi. Bây giờ anh đang nói dối em nói thật. Ví dụ như là khi mà mình quen nhau như vậy, khi mà sau này á mà gặp cái sự phản đối của gia đình á, thì em có cái hướng giải quyết như thế nào để mình bảo vệ cái tình yêu của hai đứa? Thì nếu mà quen nhau thật sự á
Thì đã, nếu mà đã xác định rồi á thì chắc chắn thì mình phải nói thôi. Nhưng mà em nghĩ là chắc là bên bên phía gia đình cũng sẽ chấp nhận một vào một ngày nào đó thôi. Thì quan trọng là cái cách của mình cư xử như thế nào và cách của mình yêu thương như thế nào để cho người ta thấy được. Nhà anh dữ lắm á. Còn anh thì sao? Anh thì anh nghĩ nếu mà đã muốn lâu dài với nhau rồi á thì cái chuyện mình đấu tranh để mà mình bảo vệ cái tình yêu đó là chuyện tất yếu thôi. Có thể là ngày 1, ngày 2 không được thì mình phấn đấu dài lâu. Chưa giờ cái đấu tranh chưa? Chưa đến mức nữa mình đấu tranh đã phải ở mình rồi. Tại vì anh rất là thích về cái việc mà kinh doanh á. Ví dụ mà sau này mà hai đứa có dọn ra ở chung với nhau thì mình có thể kinh doanh chung một cái gì đó, thì em có nghĩ là mình sẽ kinh doanh một cái ngành nào không? Em cũng định là kinh doanh nhưng mà chắc là phải 5 năm nữa hoặc là như thế nào đó. Hiện tại thì công việc cũng đang tốt, với lại là em cũng muốn là tập trung cho công việc. Thì anh cũng rất là muốn kinh doanh mà về ngành hàng ăn uống, với lại cũng như hồi xưa anh, hồi nãy anh có nói là hồi xưa anh có từng là về học may, mình cũng làm về cosplay á, là anh cũng muốn kinh doanh lại về cái ngành đó. Anh gặp em thấy sao? Đẹp trai. Không à, hồi nãy lúc mà nhìn vô tấm hình là biết liền luôn á. Sao biết? Không biết là do trực giác hay sao, nhưng mà thường thường anh nghe giọng nói thì anh sẽ đoán được cái vóc dáng của người đó. Anh cao mét nhiêu vậy? 1m75. 75, sao nhìn trong hình nó nhỏ con vậy ta? Hơi lụt. Lúc ngồi á thì em thấy cái ông đó rất là nhỏ, chắc là em nghĩ không phải. Sở thích của anh là gì? Anh thích đi xem phim nè, thích nghe nhạc nè. Anh là người hướng nội hay hướng ngoại? Tùy trường hợp. Anh có làm biến dọn nhà không? Cái đó thì khỏi phải nói, anh không có làm biến dọn nhà đâu. Anh thích chăm sóc nhà cửa của mình, thích giặt giũ và chờ người đó về nấu ăn. Em thì không có vậy được. Nãy giờ mới có phân bố công việc nhà thôi hả? Tính dọn về ở chung rồi hả? Sao phân bố công việc nhà thôi? Em thì em cũng có tính dọn về ở chung. Tính rồi luôn rồi hả? Nãy giờ tính luôn rồi hả? Trời hay quá, tôi mới ra ngoài tôi kiếm đồ ăn tôi chưa kịp ăn hết luôn mà tôi vô ở đây về ở chung luôn rồi. Hai bạn thấy nãy giờ sao mình trò chuyện thì mình thấy mình hợp nhau ở những điểm nào? Em nói trước. Như là về cái thời gian làm việc cũng như là cái cá tính thì có vẻ nó có cái nét tương đồng ở trong đó vậy. Em định là em sẽ giữ vai trò gì trong mối quan hệ này? Tùy vào không, bây giờ không có tùy, em nãy giờ em nói chuyện thôi. Hồi nãy giờ em nói chuyện, chị đang hỏi thật. Còn cái chị hốt về tính sao? Hiện tại nãy giờ trao đổi, em cảm thấy em thích giữ vai trò gì trong mối quan hệ này? Chắc là vai trò là chồng. Nãy nghe người ta nói thích làm vợ bởi vậy. Nãy giờ em cảm thấy những cái điều gì em và anh ấy không hợp? Nãy giờ em chỉ để ý là chắc là gia đình anh này hơi khó. Gia đình anh hơi dữ, nhưng mà anh cũng đã từng bỏ nhà đi bụi rồi đó. Mà em nghĩ không nên như vậy. Nên được sự đồng ý của gia đình, nên tìm một cơ hội come out trước, và đồng thời cái chương trình này nó ra luôn nữa là nó phù hợp cùng một lúc. Bởi vì cha mẹ nào dù cuối cùng rồi không lẽ bỏ mình sao? Tại vì giờ em như vậy rồi, em đâu có thể thay đổi được đâu. Đâu có thể bắt em lấy vợ sinh con được đâu. Đúng chưa? Rồi riết rồi cha mẹ cũng phải chấp nhận thôi, không lẽ bỏ em. Rồi thôi sẵn em cũng vậy nữa chứ gật cái gì. Về rồi hai bạn bàn với nhau come out luôn đi. Nếu hai bạn đã đồng ý gật đầu thì chị nghĩ nhân cái sóng truyền hình đây, chúng ta nên come out với gia đình luôn đi. Biết đâu gia đình đang coi được, lúc này mình mới thấy là cái sự trân trọng của mình dành cho gia đình. Chị muốn nghe nè, cái gì mình chủ động chứ đừng để thiên hạ nói cho nhà mình nghe, nó khó chịu lắm. Thà là mình nói, đúng không? Rồi em thanh niên làm trước, đứng lên cương, nhìn thẳng về máy quay. Con có điều muốn nói với ba mẹ luôn á, là thực sự ra bữa giờ là ba mẹ cứ liên tục nhắc tới cái chuyện mà cưới vợ rồi sinh con, liên tục ép á, thì con cảm thấy rất là bức bối. Bởi vì có một cái mà con chưa có nói với ba mẹ từ nhỏ đến giờ luôn á, là con không có thích con gái. Mà bây giờ nếu mà có cưới vợ vậy thì chỉ có làm khổ cho cái người con gái mà con sẽ cưới thôi. Nhưng ở đây thì con muốn nói với ba mẹ luôn á, là con thích con trai và con muốn được sống với chính mình. Cũng mong là ba mẹ sẽ chấp nhận con. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời em tới chúng mình luôn đi. Con chào ba mẹ. Thực ra thì con nghĩ là chắc mà ba mẹ thì cũng đoán được là cái giới tính của con, nhưng mà ba mẹ chắc là sợ con buồn nên không có nói. Nhưng mà con nghĩ rằng là dù con như thế nào thì ba mẹ vẫn thương con và con vẫn mãi là con của mẹ. Nhưng mà con hứa là con sẽ trở thành một người tốt và sống có ích cho xã hội, cho cộng đồng.
Cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của tụi em. Và chị nghĩ rằng là nếu ba mẹ em, tụi em mà có nghe được những cái lúc này thì cũng sẽ hiểu, sẽ đồng cảm và cũng vẫn sẽ dang vòng tay mà đón nhận tụi em thôi. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi ha, mang nặng nẻ đau để nẻ đó. Đứa con nuôi khôn lớn thì ai cũng muốn con mình được sống trước tiên là mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Nếu như thật sự tụi em tìm thấy được cái hạnh phúc của chính mình thì chị tin rằng là ba mẹ vẫn sẽ đồng ý và vẫn sẽ yêu thương tụi em. Chúc tụi em sẽ có được cái sự đồng cảm từ gia đình càng sớm càng tốt nha. Yeah. Rồi bây giờ quay lại với câu chuyện của hai bạn. Bình thường là đến cái lúc này là chương trình của mình sẽ có một cái màn là sẽ chơi một cái những cái game nhỏ nhỏ của chương trình đưa ra để là cho các bạn thoải mái với nhau hơn. Nhưng đây cũng là một cặp đôi đặc biệt. Các bạn là những người trẻ năng động, vậy các bạn có muốn thách đố gì với nhau, có muốn là đặt câu hỏi gì với nhau, các bạn hãy tự làm luôn đi, khỏi cần chương trình, được không? Dạ được. Mời em trước. Làm chồng đâu có gì. Em chỉ có một câu hỏi thôi là giả sử nha, nếu như mà cái này là về trong cái vấn đề mà cảm xúc á, thì giả sử như hai đứa đang đi chung với nhau mà gặp một cái người con trai mà nó đẹp quá trời luôn, nó hấp dẫn đến mức mà không cưỡng lại được luôn á, thì em phản ứng sao? Hỏi khó trả lời. Đã đẹp mà không cưỡng lại được. Em nghĩ anh hay là chị Tường thì gặp trai đẹp cũng sẽ nhìn thôi. Trời ơi, tôi vô giành giật với mấy đứa luôn hả? Trời ơi, rồi. Nhưng mà nữa? Cái quan trọng là cái cách của mình cư xử và cái cách mình phản ứng và cái bản thân của mình như thế nào. Như hồi nãy em có mention, có đề cập là nếu mà đã quen nhau thì chắc chắn phải chung thủy. Chỉ có một đối tượng. Nhưng mà cái khúc đó kìa, cái khúc đang đi mà gặp trai đẹp xuất hiện mà không cưỡng lại được nè, thì mình sẽ làm sao? Chảy nước miếng. Hay là cái gì đó, mà có một cái cụ thể hành động lúc đó chứ đừng nói là không nhìn nha. Không, cái công việc của em thì gặp rất là nhiều người đẹp. Nhưng mà cho nên em cảm thấy bình thường. Thế là quen rồi. Không, quen rồi. Rồi, em muốn hỏi gì anh? Anh có phải là người kiên nhẫn không? Kiên nhẫn cũng phải tùy trường hợp. Trong một mối quan hệ, ví dụ anh hẹn em đi chơi đi, nhưng mà em bận đi làm quá, cái mình lỡ hẹn. Mà lần hai thì vẫn vậy mà, thì lần ví dụ tới lần ba mới gặp được đi, thì anh có phải là người kiên nhẫn như không? Kiên nhẫn đây trong trời. Cái chuyện đó thì anh rất là kiên nhẫn. Hay là khi mà anh thấy không được, anh sẽ tìm cái đối tượng mới để khỏa lấp cô đơn. Thực ra thì hồi nãy em có nói là trong cái mối quan hệ thì khi mà hai đứa quen nhau thì nó sẽ cần có cái sự chung thủy á, thì anh cũng như vậy. Một khi mà anh đã quen người nào rồi thì anh chỉ quen đúng người đó thôi. Cho nên là cái chuyện mà người đó có để mình phải chờ, phải đợi gì đó, nhưng mà họ có cái lý do chính đáng thì mình có thể kiên nhẫn mình chờ đợi, nó chuyện bình thường. Hai đứa còn thắc mắc gì nữa không? Còn muốn hỏi nhau gì nữa không? Dạ không. Rồi, hai bạn nắm tay nhau qua cái cửa trái tim đi ạ. 30 giây dành cho nhau. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, thể hiện cái tình cảm của mình, mong muốn của mình, cảm xúc của mình, hay muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này, để chúng ta sau đó bình tĩnh lại, suy nghĩ và quyết định đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hay không. Mời hai bạn nắm tay nhau qua trái tim. Anh mong là sau này có thể đọc sách được cùng với em. Em thì cũng không phải là người thích đọc sách, nhưng mà em là người rất là thích được kể chuyện cho người khác nghe. Hy vọng là anh là người có thể giúp em, mình có thể là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Rồi. Hy vọng là mình có cơ hội. Cảm ơn hai bạn. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra. Nha. Dạ. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, cho chị Tường hỏi xíu. Tại sao bên đây bấm đúng mà bên đây bấm hơi trễ? Em đang còn phân vân điều gì? Thì em cần suy nghĩ. Suy nghĩ về điều gì? Có cái gì ở anh này mà em cảm thấy chưa được tự tin để mà bấm nút một cái nhanh lẹ? Không phải là không tự tin, nhưng mà tại vì cái suy nghĩ em thôi, em muốn cái gì đó nói kỹ và em cần khoảng 5-6 giây để chắc chắn là mình đang lựa chọn đúng. Hỏi cho vui cho hiểu thôi. Cho nên là em phải kiên nhẫn trong mối quan hệ này vì bạn ấy luôn chậm một chút. Dạ. Nhưng hy vọng rằng chậm mà chắc nha. Dạ. Chứ không phải chậm mà mất. Dạ. Nha. Trước tiên là thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng để cùng xem phim những bộ phim thật hay với nhau. Và cũng như bao cặp đôi khác đã bấm nút hẹn hò, chúng ta hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chà, chiều cao đồ xứng đôi nha. Bạn trai này ăn mặc đẹp trai, gọn gàng ha, chăm sóc cho vợ nha. Rồi, 6 tháng sau dọn về nhà ở chung. Còn chị nào dọn ra thì chị không biết nha. Còn ở được bao lâu là tùy hai em.
Hy vọng rằng là chị luôn chúc cho các em cũng giống như là trong cộng đồng LGBT luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và bắt đầu đến với chương trình ngày hôm nay, các Tường xin được kết nối với bạn nữ. Hello, chào em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Xin chào mọi người trong trường quay. Ừ, em nghe rõ không? Tín hiệu tốt không cưng? Dạ, ok, hiện tại em vẫn nghe ok. Ok, ạ. Vậy đợi chị xíu nha. Xin cho chị Tường kết nối với chàng trai đầu tiên nè. Hello em. Hello em trai. Hello chị. Em tên gì? Dạ, em tên Vi ạ. Sống tại Bình Định ạ. Ừ, Vi nghe rõ chị không? Dạ nghe rõ chị ạ. Rồi ok, xin cho Tường kết nối luôn với chàng trai còn lại. Chào em trai, nghe không cưng? Nghe chị. Rồi ok, nghe rõ không? Nghe rõ chị. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Hiện tại là cả ba bạn, một bạn nữ và hai bạn nam đã được nghe rõ nhau hết trơn rồi. Ba bạn có thể nhìn thấy chị Cát Tường nhưng mà các bạn chưa nhìn thấy nhau nha. Ok, bây giờ quay lại với bạn gái nè. Em hãy giới thiệu về thông tin cá nhân của em trước đi. Em tên là gì? Em chào mọi người, thì em tên là Duyên. Em sinh năm 97, thì em đang 23 tuổi, tháng 9 này là em sẽ là 24. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang công tác ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên nhân sự của một bệnh viện ngoài này ạ. Em phụ trách bên mảng là tuyển dụng với lại quản lý đào tạo nhân viên ạ. Ủa mà sao mình làm việc ở tới ngoài Phú Quốc vậy? Cơ duyên nào ra đó và ra được bao lâu rồi? Tại vì em thì kiểu thích đi đây đi đó, thì em có apply ở đây, trong đấy em có apply ra Phú Quốc. Khi mà em phỏng vấn ở ngoài, xong rồi em quyết định cái ngày phỏng vấn là mọi người bảo với em là em ra Phú Quốc còn ạ. Ở một mình hả em? Em ở một mình ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì? Điểm mạnh của em thì chắc là em có thể chịu được áp lực. Khi mà mọi người trút hết sự tức giận lên em thì kiểu em không có thể hiện ra ngoài mặt. Vì em bên trong em rất là nổi giận, nhưng mà em sẽ mềm mại với mọi người, nói chuyện từ từ. Còn cái điểm yếu của em là em bị ảnh hưởng nhiều bởi suy nghĩ của người khác, xong rồi em cảm thấy buồn vì điều đó. Thật ra sống mình nhiều cảm xúc như vậy cũng tốt, nhưng mà đôi khi là mình phải làm chủ cảm xúc của mình. Chứ mình để người khác điều khiển cảm xúc của mình thì mình sẽ khổ á, mình sẽ là cái người khổ á. Vậy thì em có những cái sở thích hay những cái đam mê gì riêng không? Sở thích của em là em thích đi đi ăn uống, uống bia với mọi người ở ngoài này. Em thích chụp ảnh, em có đam mê là chụp ảnh máy phim. Dạo gần đây thì em bắt đầu em chuyển qua chụp máy phim. Chụp máy phim luôn? Dạ, máy phim kiểu phim cũ ạ. Hay quá ha. Đúng rồi, ở ngoài Phú Quốc thì rất là nhiều cảnh đẹp ha. Ok, bây giờ chị sẽ đến với chàng trai đầu tiên nè. Tên dạ tuổi của em nè, công việc hiện tại và em đang ở đâu nè? Em là Trần Vy, sinh năm 1994 ở Bình Định á. Hiện giờ đang làm việc ở tại Đồng Nai. Em đang làm ở phòng khám đa khoa Long Bình Tân ạ. Cũng làm trong bệnh viện luôn, trong phòng khám luôn. Cũng có một sự hơi trùng khớp với Duyên một xíu ha. Thấy em này mặc áo blue trắng nè, mình đang làm gì trong bệnh viện? Cái công việc chính của em trong bệnh viện là em làm gì? Dạ, em làm điều dưỡng với kỹ thuật qua X-quang ạ. X-quang. Vy đang chuẩn bị đi trực hả Vy? Tới giờ đi trực hả? Dạ, nhưng mà có đòn vô chị. Dạ vâng ạ. Em bị thế cho giám đốc ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Vy là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là chơi được tất cả các môn thể thao như bóng chuyền, đá banh, bơi lội, với tập viên. Wow, giỏi quá vậy. Thấy tay cơ bắp dữ lắm nha, đâu gọng chuột lên chị Tường coi cái coi. Đó, tôi nhìn là tôi thấy liền, thấy ghê thiệt. Rồi, mạnh khỏe như vậy là tốt ha, có tinh thần thể thao trong mùa dịch cũng rất là tốt luôn. Dạ, điểm yếu em là hồi giờ là hát không hay, không thích đi phân khối nhỏ, đi tốc độ chậm á. Có nghĩa là em đi nhanh hả hay sao? Dạ vâng ạ. Chạy xe? Dạ vâng ạ. Chạy nhanh lắm? Dạ vâng ạ. Dạ. Đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy? Dạ đi theo đoàn chị, đi phượt á. Trời ơi,
Anh chàng này cũng hay ha, làm trong môi trường bệnh viện nhưng mà cũng rất là thích là ngao du ha, rồi thể thao nữa, cũng hay à, rất là đặc biệt, rất là cá tính. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Thường thường đi phượt là mình đi được những đâu rồi, rồi mình đi là mình đi với ai? Từ hồi quê là em đi thường thường đi ra Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, chứ Quảng Bình á. Rồi, bây giờ qua chàng trai thứ hai nè. Hello em trai. Em chị à, em tên Lê Văn Chí Tâm chị. Tâm đang livestream ở cái khung cảnh ở đâu mà nhìn nó rất là dân dã, rất là yên bình vậy? Em ở Càng Long, Trà Vinh chị. Biết ngay, tôi biết miền Tây ngay mà, Trà Vinh phải không? À, Tâm là mình đang làm công việc gì á Tâm? Dạ em làm em công ty bảo hiểm rồi nên sao. Mà em làm công việc này lâu chưa? Khoảng 2 tháng à, em mới vô làm khoảng 2 tháng. Ủa vậy trước đây thì em làm cái gì? Trước em làm ở trên Bình Dương. Sau này ở chung với bà ngoại á. Nên bà ngoại già nên về quê ở với bà. Tại lúc nhỏ là em ở từ bây giờ ông bà già phải không? Trước khi em làm bảo hiểm là em làm nghề công việc gì? Làm bảo dưỡng ô tô chị. À, bảo dưỡng ô tô, rồi bà ngoại bệnh phải không? Rồi mới về quê ở với ngoại để chăm sóc ông bà, rồi mới làm bảo hiểm đúng không? Dạ. Rồi, ok. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì chứ Tâm? Dạ, em chơi được tất cả môn bóng đá, cầu lông, dạ, bơi lội gì em làm được hết. Trời ơi, dữ ha. Dân miền Tây là lội dữ rồi. Vậy là hôm nay là hai chàng trai của Thu Duyên đều là những chàng trai rất là thể thao nha, có lựa chọn rồi nha. Giờ là mình định ở quê luôn hả em hay là như thế nào? Dạ nếu mà sau này có điều kiện thì ra cốt làm chị. Ra đâu làm? Cốt Trà Vinh rồi. Rồi thì cũng hy vọng cho cái công việc, cái hy vọng cho sức khỏe của ở nhà ông bà khỏe hơn ha. Rồi em cũng có cơ hội để lựa chọn những cái công việc nó thích hợp, cái công việc nó tốt hơn cho mình. Em nói là em ở với bà ngoại, vậy còn ba mẹ em đâu? Dạ ba mẹ em thì ở riêng chị. Tại lúc nhỏ mới học bắt em về ở với bà ngoại hồi 1 tuổi lận. Tại vì ở nhà mẹ thì có hai đứa em. Em phải lên ở với bà ngoại. Vậy là từ nhỏ luôn, là mình không có sống để mà được ba mẹ chăm sóc từ nhỏ luôn. Dạ. Cũng hơi thiếu thốn tình cảm ha. Có thấy buồn không? Dạ không chị. Tại vì ở cấp bà ha, ở với mẹ. Ừ. Ok, rồi quay lại với Duyên nha. Duyên nghe sự chia sẻ của hai chàng trai mình hôm nay không? Trước tiên thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào nè? Em thấy như thế nào nè? Em thấy là hai bạn nào cũng đều thích chơi thể thao. Nhưng mà em thì không có chơi thể thao. Em thì không có chơi thể thao. Mai mốt về mấy bạn này làm động lực cho mình. Sao tốt mà. Hiện tại từ lúc em ra Phú Quốc này em đã tăng cân rất là nhiều. Em đã tăng cân rất là nhiều. Với lại em thấy hai bạn đều có những cái liên quan tới mạng y tế của em. Ví dụ như bạn Vi, bạn ấy làm bên điều dưỡng. Còn bạn Tâm thì bạn ấy bên bảo hiểm. Thì bên em cũng hay liên kết với các cơ quan bảo hiểm thì để làm claim bảo hiểm cho khách hàng ấy. Cái slogan trong cuộc sống hiện tại của em là gì Duyên? Em có nêu ra là cái mọi việc rồi cũng sẽ ổn. Nếu như mà nó không ổn thì nó không phải là cùng. Thì cái này là từ những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã từng đi qua. Tức là trong cuộc sống em cũng nhiều khi em gặp những cái trường hợp mà em nghĩ là thôi xong rồi đó, kiểu như mình không còn cách nào để mình lấy nữa. Nhưng một thời gian sau thì em nhìn lại cái việc đấy nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, kiểu không có gì hết. Anh Vi, cái slogan trong cuộc sống hiện tại của em là gì? Dạ, slogan của em là bình tĩnh là xong, để còn nhiều thứ thú vị. Đúng. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, cuộc đời này rất là thú vị, tương lai còn mở rộng ở phía trước. Chàng anh chàng Chí Tâm của chị, bây giờ mình cái slogan sống hiện tại của em là gì Tâm? Dạ, không gì là không thể chị. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Rồi bây giờ tình trường của em sao Tâm? Dạ em trải qua hai mối tình. Tình đầu tiên là năm lớp 12 là em đi gia đình khó khăn á, nên là em đi lên Bình Dương vừa làm vừa học. Xong rồi có quen được một bạn nữ trong công ty. Rồi chiều quê em làm học xa mà cách lòng sao á. Chia tay luôn. Bạn nó không hợp nên chia tay chị. Quen được bao lâu? Dạ được 2 năm chị. 2 năm rồi xa mặt cách lòng chia tay. Mối tình thứ hai thì tốt nghiệp 12 em lên được làm gì học á, là em học bên chuyên ngành bên công nghệ ô tô chị. Là em quen dạng như là gia đình nói ra vô vậy đó. Tại vì lúc đó thì em cũng
dạng như là công nhân thôi, cũng chưa đi làm mướn thôi, mọi người chỉ làm việc học thôi, cũng chưa có tương lai chị. Rồi mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm luôn? Tại vì lúc đầu ra thì nói chung em cũng nhờ công ty cho điều kiện đi học với chị, nên là em cũng muốn ở lại làm trong công ty thời gian đó để ra được đi làm. Như vậy thật sự là tình yêu nó cũng chưa đủ lớn á Tâm ha. Nếu mà đủ lớn thì mình sẽ cùng nhau mình chờ đợi hoặc mình vượt qua được, đúng không? Vậy là bao lâu rồi, mấy năm rồi không có bạn gái? Cũng gần 7 năm rồi chị. Về đây em cũng làm bách hóa xanh, lúc trước cũng làm bách hóa xanh được 1 năm. Xong rồi em có đi ăn cơm ở quán á. Có cái gì đó chỉ kêu gã con gái cho, mà có em nói chắc cũng nói giỡn thôi, tại vì cũng đâu có quen biết mình đâu. Nên là em cũng nói thôi, tại vì con chưa có biết con gái cô sao này kia rồi nữa, là từ chối trước kia chị. Là có người đòi gã con gái cho mình mà mình từ chối chứ mình không có ế, đúng không? Phải, tại vì nhiều khi người ta nói chơi cũng không biết. Nhưng mà người ta nói chơi vì con gái người ta, ta đòi gã cho em, có nghĩa là người ta cũng quan sát rồi, người ta thấy em cũng được, có cái điểm gì đó người ta mới đòi gã con gái cho mình chứ, đúng không? Rồi ok thôi, cảm ơn em. Bây giờ đến Vi nè. Vi kể về tình trường của Vi cho chị Tường với lại là cho Thu Duyên nghe với nè. Là em được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất á, là từ lớp 11 là được 1 năm. Mối tình thứ hai là từ lúc sinh viên là được 3 năm. Cái mối tình sau 3 năm lẫn thì lý do tại sao mà chia tay? Dạ em cũng không biết lý do, học xong 3 năm rồi á, nhưng hai đứa về cái bạn đó cũng đi làm bệnh viện luôn, cùng hai đứa nhưng cách đứt liên lạc rồi. Em đi kiếm nhà bạn đó cuối cùng cũng ra luôn. Là sao? Em cũng không biết nữa. Sao không biết? Mình phải tìm hiểu chứ. Trời đất ơi, 3 năm trời mình yêu nhau mà mình phải biết chứ, mình phải đi tìm kiếm, tìm nguyên nhân chứ. Thì em cũng đi kiếm thôi mà cũng còn không ra được kết quả. Do đợt trước là có một bác sĩ trong đó, bạn đó là có một khối u bên trong và bên trong tử cung. Thì cũng đâu liên quan gì đến cái chuyện mà mà ra đi không một lời từ biệt. Hay là bạn ấy thấy là bạn ấy bị bệnh nên bạn ấy không muốn liên lạc? Em không biết. Mà nhà thằng đó cũng cách em cũng gần này, lại kiếm biết. Cuối cùng là cũng không được luôn. Không được em luôn. Em đi hỏi luôn rồi. Không gặp nhau bao lâu rồi? 4 năm không gặp. Cuối cùng là bạn đó ở trong bệnh viện, là cái ngày mà em băng máu cho bạn để bạn bị sốt, băng máu cho bạn để bạn bị sốt. Sốt nặng hả? Chứ bị bị vết thương mà. À, có nghĩa là khi hai đứa quen nhau thì bạn ấy đã có bệnh rồi và em đã chăm sóc bạn ấy ở trong bệnh viện. Lần cuối gặp nhau là ở trong bệnh viện. Dạ vâng ạ. Rồi sau đó bạn nó mất tích luôn. Dạ vâng ạ. Mà trước đó là không có xảy ra mâu thuẫn gì hết? Dạ không xảy ra mâu thuẫn gì đó. Cứ hàng năm á, đúng ngày 15 tháng là đi kiếm bạn đó ở tất cả các bệnh viện ở quê em ạ. Rồi cái ngày đó là ngày sinh nhật của bạn. Trời ơi, buồn quá ha, một câu chuyện rất là buồn. Sao có những... giờ chị cũng không biết chia sẻ như thế nào luôn. Duyên ơi, em nghe câu chuyện của Vi thì em cảm nhận như thế nào? Chị Tường cũng đang bồi hồi quá, không hiểu sao luôn. Em nghe em cũng hơi kiểu giật mình đó chị. Nói chung là hàng năm á, cứ 15 tháng 6 là tất cả các bạn từ bạn học, hồi bọn em cũng chia thân nữa, tất cả nhóm là ai cũng tìm bạn đó để liên lạc, để liên kết lại lớp á. Cùng không ra. Thì mình vẫn cầu mong, hy vọng rằng cô ấy vẫn là khỏe mạnh và cô ấy nhiều khi có một lý do riêng tế nhị nào đó không muốn gặp mọi người thôi. Thì cuộc sống vẫn phải cứ trôi, rồi chúng ta cũng phải hướng về phía trước. Chúc cho Vi là luôn luôn là lạc quan. Những cái chuyện buồn thì thôi mình gác qua một bên để mình tiếp tục đến cái tương lai, cuộc sống phía trước nó tốt đẹp hơn nha. Dạ, anh cảm ơn chị ạ. Vậy là cũng 4 năm trời rồi là không có quen ai hết hả Vi? Dạ không quen ai luôn chị. Đi học rồi đi làm à. Em đi học tiếng Nhật à. Dạ, đợt trước là em mục đích em học tiếng Nhật để em đi du học bên Nhật á. Du học về ngành gì em? Dạ, điều dưỡng chị. Mình là muốn đi học bên Nhật hả? Rồi tại sao chưa đi? Dạ, do vừa rồi ngày 1 tháng 4 của 2020 bị dịch á. Là bên đó nó đình luôn, không cho. Vậy mai mốt hết dịch thì em có đi nữa không? Em cũng không đi luôn. Hết dịch thì mình có tiếp tục cái Dạ không chị, bây giờ lớn tuổi. Lớn tuổi, cũng mới có năm ngoái rồi, năm nay thôi, giờ lớn tuổi rồi. Ok, rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chị quay lại với Duyên nha. Thì tình trường của Duyên như thế nào? Chuyện tình cảm của em thì em cũng qua 2 mối tình.
một mối tình là từ hồi đi học, thì kiểu tình đầu học sinh á. Sau rồi tụi em học xong thì hai bạn, em và bạn đó đều không có những định hướng chung với nhau. Thì bạn đó quyết định ở lại Vũng Tàu để đi làm, bạn ấy không học tiếp, còn em thì em học lên. Nên là bạn ấy nghĩ là bạn ấy sẽ không hòa hợp được với em về cái vấn đề đó, nên là hai bạn em quyết định là không có theo tiếp. Rồi. Thì một mối tình nữa là cũng hồi năm 2020-2019 thì em có quen một bạn nam, xong rồi em quen một bạn đó một thời gian thì em phát hiện ra hai điều. Một là bạn đó bị một căn bệnh nan y kiểu di truyền từ ba, là thì ba bạn đó đã mất rồi à. Và điều em phát hiện được thứ hai là bạn ấy đã có người yêu rồi, thì em mới phát hiện em là người thứ ba bất đắc chỉ à. Cái thời gian đấy thì cũng may thay là em đi, em nhận được offer ra Phú Quốc, nên là em tạm thời em không nói chuyện nữa, em đi ra đây em đi làm. Ủa rồi cái bạn trai thứ hai đó là rồi hiện tại là vẫn mạnh khỏe không? Ừ, bạn đó bị về thận, cái bệnh đó là không chữa được, sẽ phải chạy thận nhân tạo suốt thôi. Nhưng mà bạn đó chạy thận luôn rồi hả? Nặng vậy hả? Chưa đến mức à, chỉ là mới bị bệnh. Mà lâu bạn ấy đi lấy sinh thiết thì em cũng có biết thông tin. Hiện tại thì bạn ấy đã kết hôn với bạn. Kết hôn luôn rồi. Wow, dạ. Rồi, ok. Thế bây giờ là Duyên mong muốn tìm một cái người bạn trai hay là một cái người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Không phải là em thực dụng đâu, nhưng mà cái bạn trai của em thì ít ra cũng công việc cũng ổn định. Tại vì để cả hai không phải phụ thuộc vào nhau á chị. Nếu quan sát tinh tế một xíu rồi để ý mọi người, quan tâm mọi người, cao hơn em. Chị nghĩ đây anh nào cũng cao hơn em? Em cao 1m55-56 thôi. Với lại các bạn ấy có thể thông cảm được cho em, tại vì công việc của em thì tiếp xúc với rất là nhiều người, em làm tuyển dụng mà. Các bạn có thể yêu xa, tại vì em ở Phú Quốc có những sở thích giống em, ví dụ như là uống bia, nuôi mèo, em cũng hay nuôi mèo đó. Với lại có một cái quan trọng đó là em có hình xăm. Em cũng muốn chia sẻ luôn là nếu như bạn ấy không ngại về vấn đề em có hình xăm. Đâu, nãy giờ chị đâu thấy hình xăm gì đâu, cho chị Tường coi cái coi. Chị thấy à, chứ mấy bạn nam kia đâu có thấy, con mình chị thấy à. Mà nhiều hơn, xăm nhiều hơn? Chắc là cũng khoảng 4-5 cái á. 4-5 cái? Có một cái hình xăm đầu tiên là em xăm hình con mèo, từ em thích mèo. Và em xăm chữ mâm. Em rất là, đối với em mèo quan trọng. Hình xăm thứ ba là có một cái, tức là lúc đó bạn của em, bạn đó cũng là người yêu cũ của em luôn. Bạn đó thì có làm bắt đầu học xăm, thì em cũng qua đó để cho bạn đấy test tay nghề đó. Em cũng rất là thích cái đó. Xăm một cái cây xương rồng chị. Một năm sau đó cái nó mới kêu là ê mày qua đi tao cover lại. Ta đè lên cho mày một cái hình đẹp hơn. Thì là đó là cái hình cover của cái hình trước của nó. Rồi có một cái hình là em là mạng thủy, cho nên là em có xăm một cái hình con cá voi. Chị ý nghĩa là nhìn dễ thương lắm. Ý nghĩa nó ghê gớm quá ha. Ý nghĩa gì nãy giờ tôi thấy tự nhiên thích mèo, xăm con mèo. Mai mốt giờ là em thích anh nào, mai mốt em xăm tên mẹ vậy. Mai mốt em lấy chồng em phải xăm chồng nè, xăm tên chồng nè, rồi đẻ con là phải xin xăm hình con, đẻ tên con nữa. Trời ơi. Rồi hai chàng trai của tôi thích đó chị ơi. Ý là cho em hỏi cái hình xăm, hình xăm xương rồng có nghĩa là gì nhỉ? Kiểu như là tính của em là một cái tính gọi là kiên cường. Em là một người rất là không bao giờ thể hiện ra em và chuẩn bị trước mặt người khác. Tâm suy nghĩ sao về những cái hình xăm của Duyên? Cũng được chị, nhưng mà hình chẳng như xăm tay thì kia rồi á. À, như đây em không thích nhiều chị. À, giang hồ quá chị. Giang hồ quá chị. Giang hồ quá chị. Giống giang hồ quá hả? Ừ. Vậy giờ em thích mẫu người phụ nữ như thế nào nè? Tâm luôn, sẵn chị hỏi luôn. Em thì là yêu cầu thiệt, không cần nấu ăn ngon cũng được cái gì. Về việc mà ăn nhậu là mình trong đi xã giao rồi này kia, dễ yêu cầu lùn hơn em được. Em cao mét mấy? Để em cao 1m82 chị. Gì? Cao mét mấy? 1m82 chị. Em nghĩ có cô nào mà cao nổi hơn em. Trời ơi, ổng cao sọc cao nhiều nghêu mà ổng đòi. Ok, cảm ơn em. Ê rồi còn anh Vi, tiêu chuẩn của em như thế nào? Dạ, nói chung là bạn gái thì phải hơi nhỏ hơn tí thôi. Nói chung là nhậu thì ok rồi, em cũng biết nhậu. Nhưng mà là không hút thuốc. Mà biết tôn trọng và lắng nghe là được. Rồi, hôm nay người thân với em để mà tư vấn giúp cho em là ai? Em ra ngoài này thì em có quen được một bạn. Thì đây là gọi là chị thôi chứ hồi bạn, rồi cũng chơi rất là thân với em. Hello, chào em gái. Dạ em chào chị Tường ạ. Em tên gì? Dạ em tên Bình ạ. Thế bây giờ hôm nay mình làm quân sư nè. Đó,
Bây giờ em Đình có thể hỏi anh Vi cũng như là hỏi Chí Tâm một vài cái câu hỏi mà em muốn, câu hỏi gì nó sâu sát vô để cho các bạn ấy trả lời, qua đó giúp cho Duyên có thể lựa chọn được một đối tượng cho mình. Mời em. Bạn Vi cho mình hỏi là bây giờ cái bạn nữ đó, tức là cái câu chuyện tình của hai bạn kết thúc nó cũng không có rõ ràng. Cho nên là nếu trong trường hợp bạn có bạn gái sau này rồi, nhưng mà cái bạn gái cũ của bạn lại quay về, thì bạn sẽ có cái phản ứng gì, và lúc đó bạn có quyết định bạn gái cũ quay về và muốn nối lại mối quan hệ với bạn á? Thì em vẫn xem là bạn bè thôi, bởi vì là bọn em là học cùng lớp. Còn mà bạn gái giờ là nói chung là người đi dưới suốt cuộc đời với mình. Còn em hỏi bạn Tâm á, tại vì cái mối quan hệ trước đây của bạn Tâm á là vì sao mà cách lòng cho nên mới chia tay. Thì bây giờ nếu như mà may mắn mà hai bạn có đến với nhau á, thì bạn Duyên bạn ở Phú Quốc, bạn Tâm thì bạn ở Trà Vinh, Tâm là bạn có cái giải pháp nào để tránh cái tình trạng là sang mặt cách lòng hay không? Dạ thì cái đó là mà sang năm đó thì em đi cũng không được, nhưng mà đối với em thì đó vậy, tôi chia tay em thôi. Em bất cứ ai làm gì làm, nhưng em vẫn yêu tới cuối, từ khi bạn đó chia tay em thôi. Nhưng mà bây giờ yêu xa quá thì theo em nghĩ mình sẽ duy trì mối quan hệ như thế nào? Thì mình gọi video call, nếu mà có thời gian đi gặp được là. Rồi sao? Với câu trả lời của ảnh, của anh Tâm như vậy rồi, hai em còn thắc mắc gì nữa không? Cho em hỏi thêm một cái, tức là nãy chị Đình có hỏi chị Hàng Tâm về vấn đề yêu xa, thì em muốn hỏi thêm chỗ bạn Vi. Sao thì không quan trọng, chủ yếu là quan trọng là bạn gái bên đó có chiều tới hay không. Hàng ngày á thì gọi video, hàng ngày nói chuyện. Chủ yếu bạn gái sắp xếp công việc của mình là rảnh thời gian nào thì em có thể ra được. Thế bây giờ Duyên ơi, em cũng phải bây giờ em bàn bạc với bạn của mình xem để bạn mình tư vấn như thế nào, và em phải chọn ra một chàng trai thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một người nữa thôi nha. Chắc là em cũng xin lỗi bạn. Chơi được tất cả các môn thể thao, bóng đá, cầu lông, nhập, bơi lội gì em làm được hết. Nói chung là nhậu thì ok rồi, em cũng biết nhậu. Không cần nấu ăn ngon cũng được chị. Và biết con kẹp và lắng nghe là được. Chắc là em cũng xin lỗi bạn Tom, em xin lỗi bạn Tom. Anh cảm ơn chương trình, thì em sẽ, chắc là em sẽ chọn bên tụi bạn Vi ạ. Rồi ok, chúng bây giờ thì chị sẽ cho Duyên với Tâm gặp nhau nha. Rồi hai bạn thấy nhau chưa? Hello. Duyên với Tâm. Nói chung là ngày hôm nay thì cảm ơn Tâm vì đã dành thời gian đến tham gia chương trình. Từ đầu giờ mình nghe Tâm chia sẻ thì mình cũng hiểu một phần nào là tính của Tâm là một người rất là chân thật. Duyên cũng có rất là nhiều bạn ở miền Tây, và Duyên rất là thích các bạn người miền Tây luôn. Các bạn ấy sống rất là tình cảm, rất là có sao nói vậy. Tương lai nếu mà có cơ hội được gặp lại thì chúng ta sẽ là những người bạn tốt, hoặc là hỗ trợ nhau trong công việc hay trong cuộc sống gì đó. Ok, không có vấn đề. Chị Tường cũng thay mặt chương trình là chúc cho Tâm luôn được nhiều sức khỏe nha, phát triển tốt hơn trong cái công việc của mình. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn Tâm rất là nhiều, hẹn gặp lại Tâm ha. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đành phải chia tay bạn Tâm rồi. Bây giờ thì tiếp tục với chương trình với cái phần 2 để cho đôi trẻ hôm nay gặp trực tiếp và trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời phòng máy cho kết nối Vi với Duyên ạ. Hello mọi người. Rồi, hai bạn thấy nhau rồi ha. Nhìn mặc đồng phục này rất là quen rồi. Bây giờ chị Tường sẽ out ra để cho cái mạng nó dạ tốt vâng. Để cho hai bạn cùng trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời hai bạn dạ tự nhiên. Cảm ơn chị ạ. Vi là Vi làm điều dưỡng bên chuyên khoa gì? Bây giờ là chuyên khoa nội luôn. Chuyên khoa nội là có liên quan đến khoa ngoại nữa. Ngoại của mình là bên ngoại nội trú hay là ngoại phòng mổ nè? Ngoại trú á. Vi có thấy thích công việc này không? Nói chung là công việc y hầu giờ đam mê từ nhỏ rồi. Thực ra Duyên cũng nhìn thấy là các bạn làm trong ngành y, các bạn ấy có một cái tinh thần rất là sẵn sàng lăn xả, tại vì các bạn đã chấp nhận làm cái ngành điều dưỡng rồi. Nên là đó là cái điểm mà Duyên rất là thích ở các bạn làm y. Duy có kêu là không thích những cái hình, ý là hình xăm có ý nghĩa thì ok, còn hình xăm mà không có ý nghĩa thì khi nó không hẳn là ý nghĩa, kiểu nhiều khi là Duyên thấy nó đẹp, Duyên thích, nhưng mà Duyên sẽ không xăm những cái hình rồng, long, phượng, rồi các kiểu hổ báo cáo chồn đâu. Mình xăm nó, ví dụ là mình xăm nó, ví dụ rồng, phượng thì không sao, mà khi mà xăm con rồng, con phượng phải biết ý nghĩa nó, tại sao mình xăm cái hình đó. Còn hình con hoa hồng là đó là một món quà yêu thích mình, ví dụ hoa hướng dương hay hoa hồng đó, nó đặc trưng ý nghĩa riêng của nó. Nhưng hoa hướng dương là tình yêu vĩnh hằng. Cho nhà Vi cũng có bên hoa, cũng hiểu về một số vấn đề về hoa. Trời ơi, Vi cũng rất là thích hoa luôn, ngày nào hầu như là tuần nào cũng sẽ mua hoa lên văn phòng để cắm.
Nhà Vi là nhiều hoa đâu, ngày thì nằm có hoa. Ok, hồi nãy chị Vi có nói là Vi có thể gọi video call hàng ngày á, nhưng mà thực ra cái công việc của Duyên thì đôi khi không thể nào mà ngày nào Duyên cũng nghe điện thoại được, thì có thể là Duyên sẽ không thể quan tâm được cái bạn trai của mình nhiều lắm, nhưng mà Duyên cũng đang cố gắng là sẽ cân bằng lại những thứ đó. Nói chung là ai trong ngành AI cũng hiểu về vấn đề đó, tất cả cũng nhân viên á, cũng làm hàng ngày, cứ sáng làm tối về. Có ý định là chuyển tới chỗ khác làm không? Chỗ nào mà thuận lợi công việc của mình á thì mình cứ đi làm thôi, nói chung là ba mẹ cũng không ép. Còn như là Duyên á, hàng ngày ví dụ đi làm đó, ví dụ là có khi nào mà làm mệt mỏi nằm tại chỗ, không biết lý do nào mình nằm. Chỉ có là đi về nhà thôi chứ, tại vì trong văn phòng thì có camera nên không được nằm. Cũng như ví dụ đang làm việc đó bất lực, nói chung mệt hết sức nằm tại chỗ. Không, tại vì công việc của Duyên là làm văn phòng á, cho nên là không đến mức là nó bị mất sức, nhưng mà nó là nặng đầu. Trong cái đó là ngành AI cũng hiểu vậy. Tôn trọng bạn, như là Duyên có thể cho cơ hội lẫn nhau được không? Ok, tại vì hồi nãy Duyên nghe Duyên chia sẻ về cái chuyện người bạn cũ, ví dụ Duyên có hơi một xíu là băn khoăn về cái vấn đề đấy, nhưng mà nghe chị Ti hỏi do bạn gái cũ bây giờ và muốn nối lại mối quan hệ với bạn á, thì em vẫn xem là bạn bè thôi, bởi vì là bọn em là học cùng lớp, còn mà bạn gái hiện giờ là nói chung là người đi dưới suốt cuộc đời với mình. Chị định hỏi á thì ok rồi. Một năm á, như là mình gặp nhau khoảng cỡ mấy lần. Nhưng mà năm nay thì dịch quá thì không biết, nhưng mà Duyên có thể sắp xếp về được. Nhưng mà nếu mà công việc nó ok cho Duyên về, có thời gian nghỉ á, thì Duyên có thể về được. Người Duyên thích đi phượt không? Hồi xưa thì thích đi phượt lắm, ngồi trên xe máy của bạn đi suốt thôi. Nhưng mà sau lâu rồi không có đi máy nhiều á, nên cũng không biết là có ngồi hồi không nữa. Nhưng mà nếu không có cơ hội thì rất là muốn đi xe máy. Hello, chào hai bạn, mình đã quay trở lại rồi. Duyên, hồi nãy chị nghe em nói là em thích mèo, thậm chí là em có xăm mèo luôn. Thì rồi hiện tại rồi mình có nuôi mèo không? Dạ có, em có nuôi hai con, nhưng mà nãy giờ em không thể bắt được nó xuống đây, nó đang ở trên tầng đó chị. Em nhặt được một con ở bệnh viện, còn một bé nữa thì là nó bị bỏ ở trong cái bãi đất nhà gần nhà em á. Rồi, giờ sao mà Vi, sao Vi có thích động vật không, có thích nuôi mèo không? Chứ cô này cô thấy mèo ai bỏ rơi bỏ rớt cô lụm dễ trơn nè. Dạ hồi giờ em cũng thích nuôi động vật á, đặc biệt là chó nữa. Dạ hả, mèo và chó luôn hả? Ok. Nhiều người nói chó mèo không ưa nhau, chứ chị thấy có nhiều gia đình vừa nuôi chó vừa nuôi mèo thấy nó cũng bình thường à. Thấy con chó mèo nó cũng chơi nhau bình thường à. Ừ, bây giờ thì quay lại chuyện của hai bạn. Thì thật sự cái thời gian để mình trò chuyện ở chương trình này nó không có nhiều. Thì bây giờ quan trọng là các bạn đưa ra cái sự lựa chọn của mình như thế nào. Cảm xúc của Vi hiện tại như thế nào về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay? Dạ, nói chung là em cảm ơn chương trình đã tạo cho cơ hội cho em hôm nay. Và mong bạn là cho một cơ hội lẫn nhau. Em cũng rất là có cảm tình với bạn Vi, tại vì bạn ấy cũng có nhiều điểm chung với em. Ví dụ như nhà có bán hoa nè, rồi cũng thích nuôi chó mèo. Ừ. Rồi bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường là biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa? Ok, ok. Rồi nếu như mà các bạn không đồng ý hẹn hò với nhau, mình cảm giác là hôm nay chương trình giới thiệu cho mình cái người này chưa có vừa ý mình lắm, thì mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng. Còn nếu mình cảm thấy là đây là một cái đối tượng mình có thể dành thời gian để tìm hiểu được hợp lý thì mình cứ đưa biểu tượng mặt trời. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì mình sẽ đưa cái biểu tượng mà mình lựa chọn lên nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Sao thì không quan trọng, chủ yếu là quan trọng là bạn gái bên đó có chiều tới hay không. 2. Trời, Duyên cũng rất là thích hoa luôn, ngày nào hồi giờ tuần nào cũng sẽ mua hoa lên văn phòng để cắm. Nhà Vi là nhiều hoa thôi, ngày thì nằm có hoa. 3, xin mời. Mong bạn là cho một cơ hội lẫn nhau. Em cũng rất là có cảm tình với bạn Vi, tại vì bạn ấy cũng có nhiều điểm chung với em. Đưa biểu tượng lên. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Đi trực á. Em đi trực á. Và ngày hôm nay thành công rồi. Yeah, chúc mừng cho bà mối Cát Tường. Bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.